Chào các bạn. Quay trở lại cái loạt bài review về Revit 2021. Thì trong bài trước thì là mình có nói về cái nhìn đầu tiên khi mà mình bắt đầu mình cài Revit 2021. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình về Revit 2021 ấy, là nó nặng đã. Mình thấy nó rất là nặng. Và mình cài thì đúng là lần đầu tiên khi mình cài một cái phần mềm của Autodesk là nó bị lỗi khi mình tải và cài trực tiếp online. Do vậy là mình buộc lòng phải tải cái bản đầy đủ về, sau đó mình mới tiến hành cài đặt. Về các cái tính năng mới mà Revit 2021 có thì các bạn có thể tìm kiếm trên các kênh YouTube. Thì mọi người cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Thì ở đây trong cái video này ấy, thì mình sẽ nói qua một chút về cái tính năng Generative Design, mà một trong những tính năng mới mà Revit cung cấp. Thì đây là một cái tính năng mà nói chung là nó kết hợp giữa con người và máy móc để nó đưa ra các cái phương án khác nhau. Thì các bạn biết là về phương án kiến trúc ấy, đối với một người kiến trúc sư ấy, khi mà đưa ra một cái phương án thiết kế thì nói chung nếu mà nói về một người kiến trúc sư mà chuyên nghiệp thì mình nghĩ là một ngày chỉ đưa ra khoảng được tầm 2 đến 3 cái phương án thiết kế là nhiều. Thế tuy nhiên thì khi kết hợp với máy móc ấy, thì Autodesk hay nói ở đây là Revit đã cung cấp chúng ta một cái công cụ Generative Design để giúp người kiến trúc sư có thể lựa chọn từ hàng trăm các cái phương án thiết kế khác nhau. Thì bản chất của Generative Design ấy, thì thuật toán của nó dựa trên Dynamo. Thì khi các bạn con người sẽ thiết lập các cái thông số đầu vào và cái công cụ này sẽ giúp chạy các cái script Dynamo để đưa ra các cái phương án khác nhau. Thì mình trong video trước ấy, thì mình chưa có cái license của Generative Design. Thì các bạn biết là cái phần này sẽ được mua riêng chứ không phải là nó tích hợp free trong Revit. Cho nên cái này là một license riêng. Mình mua Revit phải mua thêm cái license này. Thì ở đây là mình kích vào trong cái tab Manage, các bạn sẽ thấy và có nút là Create Study. Kích vào đây. Đó. Thì ở đây nó sẽ hỏi mình về cái license. Ok, mình sẽ sử dụng một cái network license ở đây. Ok, mình kích hoạt license ok rồi. Thì bây giờ các bạn thấy là ở đây chúng ta có 3 cái lựa chọn như thế này. Thì trong video trước thì mình có nói, ở đây mình cũng chưa biết gì cả về cái tính năng Generative Design, mình chỉ biết phát qua như vậy thôi, chứ còn thì chưa được cái vừa mới kích hoạt license mà. Thì các cái tính năng chi tiết của nó thì mình cũng chưa nắm được. Tuy nhiên thì Autodesk nó có một cái trang, cái mục mà chuyên để hướng dẫn các bạn triển khai cái Generative Design này. Các bạn thấy là nó có cả một cái mục rất là lớn đây. Đó, từ các cái video hướng dẫn cho đến quy trình, rồi định nghĩa các cái trường hợp cụ thể để các bạn có thể chạy rồi khám phá. Thì ví dụ như là ở đây nó có nói đến một số video ấy, nó có nói đến về cái tính năng Generative Design. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là, ví dụ như là ở đây khi mà bạn muốn thiết kế một cái nhà thuốc chẳng hạn, thì bạn muốn là đặt một số phòng nhất định nào đấy theo cái cách mà một cái nữ y tá có thể di chuyển từ điểm A cho điểm B một cách nhanh nhất có thể, thì khi đó thì các bạn phải định nghĩa cái mục tiêu và các cái tham số. Sau đó thì máy tính sẽ tạo ra hàng trăm các cái phương án khác nhau mà bản thân bạn sẽ không thể nào nghĩ tới được. Và khi các bạn có được các cái phương án này rồi thì các bạn có thể như vậy là các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiết kiệm được rất nhiều nhân lực. Và cái điểm này thì cũng rất là đáng lo lắng đối với các cái kiến trúc sư bây giờ, có lẽ là sẽ tương đối thất nghiệp tương đối nhiều, không phải bắt đầu là phải lo lắng rồi. Rồi là một cái ví dụ khác, khi mà các bạn thiết kế các cái bãi đỗ xe ấy, thì là cái mục tiêu chính ở đây là cái giảm cái xung đột giao thông ấy. Thì ở đây cái Generative Design này cũng phục vụ để làm các việc này. Rồi là các cái vấn đề liên quan đến thiết kế sân vận động, nơi mà chứa rất là nhiều người mà lại còn phải cung cấp cái view nhìn tốt cho từng người một, thì cái thuật toán ở đây nó cũng sử dụng cái Generative Design để cho chúng ta. Ở đây thì có thời gian thì mình sẽ đi tìm hiểu kỹ cái phần này. Thì trong khuôn khổ cái video này ấy, thì mình sẽ chỉ mục sở thị một số các cái tính năng của nó thôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ok, giả sử ở đây mình sẽ sử dụng cái 3D Box Masking này đi. Mình kích vào đây. Rồi ở đây có một các cái đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt tên đi. Test Masking Auto. Rồi đấy là cái tên nha. Rồi là cái phương pháp ở đây thì như video trước mình có nói, cái này thì chúng ta phải đọc trong cái phần help của Autodesk thì chúng ta mới nắm được từng cái phương pháp, từng cái thuật toán này là như thế nào. Tối ưu rồi là như là tích vô hướng, rồi là ngẫu nhiên lattice này là cái gì thì chúng ta mới biết được. Ở đây mình sẽ chạy thử cho các bạn xem thôi. Mục tiêu ở đây là gì này, diện tích phòng là phải nhỏ nhất hay là lớn nhất, diện tích bề mặt là lớn nhất hay nhỏ nhất, mình cứ để như vậy đi. Ở đây các bạn có thể set ràng buộc, tức là cố định cái diện tích sàn mắc từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu. Đấy, thì ở đây chúng ta có bóc 1, bóc 2, bóc 3, đây có 3 bóc. Rồi là vị trí 20 đấy, vân vân. Đấy, mình không cố định nữa nhá, cho nó chạy. Rồi Generative, đây có lẽ là chắc là 10. Số lượng tạo ra này. Đấy, số kích cỡ phổ biến thì khoảng là 20, tạo ra 10 này. Còn sheet này thì mình chưa nắm được nó là cái gì. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ thử kích Generate xem nó như nào. Đó. Mình sẽ chờ xem nó ra ra cái gì. Ở đây nó sẽ tạo ra 10 phương án. Đây các bạn nhìn thấy bên này đây. Chắc là cái chỗ này là nó đang bắt đầu đang chạy là 0/10 này, chưa tạo ra được cái thằng nào cả. Đây bên dưới này là 0/10 này. Đấy, quá trình thì nó hiện mấy cái giao diện như thế này. Ở bên trên này thì phần này là cái phần lọc này. Chắc là có nhiều các cái trường hợp mà các bạn tạo ra thì ở đây sẽ giúp các bạn lọc này. Ở bên dưới này là create study, chắc là để các bạn tạo thêm một cái trường hợp khác, thông số khác các bạn đưa vào để nó tạo ra 3D matching này. Rồi ở đây là có một cái nút tích là chart, chắc là để xem biểu đồ, detail để xem chi tiết. Bên này là help. Ngoài ra thì ở dưới này nó có một cái nút là create a Revit element, chắc là sau khi mà tạo xong ấy thì khi mà mình kích vào cái nút này thì nó sẽ tự động nó tạo ra các cái phần tử Revit. Thì các bạn biết là cái khối masking ấy thì nó chỉ là concept thôi. Thì chúng ta kể cả trong cái bài toán mà làm bằng tay, sau khi tạo các khối masking ấy thì chúng ta cũng phải gán các cái phần tử Revit vào cho nó. Ví dụ là sàn này, tường này, đấy, vân vân đấy, các cái phần tử Revit vào cái khối masking để tạo ra một cái công trình thật. Các bạn thấy là cái quá trình này nó nãy giờ vẫn là 0/10. Có lẽ là cái này nó sẽ gửi về nó phải gửi về cái iCloud chạy trên điện toán đám mây của nó, theo mình nghĩ là như vậy. Đấy, sau khi mình thực hiện cái việc này, đưa thiết lập các cái thông số vào cho nó thì nó sẽ gửi về cái server và nó chạy. Sau khi chạy xong nó gửi kết quả về cho Revit. Biết thế mới mình để một hai trường hợp thôi. Đây vẫn nãy giờ vẫn là 0/10, có thể nó đang tính toán về phía server thôi. Thì nếu như được tính toán xong nó trả về thì sẽ nhanh. Cái này chắc là tùy tốc độ mạng của mọi người nữa. Không biết là mình có nên pause lại để chờ sau khi nó hoàn thành thì mới show cho các bạn không, hay là chúng ta cùng nhau chờ. Trong khi trong khi cùng nhau chờ thì chúng ta sẽ vào cái trang chủ, trang cái phần hướng dẫn help của nó để chúng ta xem nó có tính năng gì nhé. Lát nữa thì nếu nó xong chắc nó sẽ báo thôi. Đây có các video này, rồi là video tạo. Đây là giới thiệu này. Phần này nó giới thiệu thì các bạn thấy ở đây nó có nói đến một cái phần dựa trên sức mạnh của Dynamo này. Đấy, thì là cái chúng ta sẽ thiết lập các cái thông số này. Đấy, thiết lập các cái thông số đầu vào, sau đó thì cái Generative Design này sẽ chạy các cái script Dynamo. Đó. Rồi chúng ta sẽ thử xem cái create này xem. Đây, cái video này sẽ minh họa cái quá trình tạo các cái bài toán này, chọn các thuật toán mà muốn tạo các kết quả đầu ra này, chọn các phần tử mô hình muốn sử dụng nếu cần này, chọn mục tiêu và sự ràng buộc, chọn biến và bắt đầu nghiên cứu. Đấy. Ở đây mình xem nó chạy xong được, vẫn vậy, chưa có cái thay đổi gì cả, vẫn đang 0/10. Rồi chúng ta lại về đây, chúng ta xem phiên bản này 2021 này. Đây, bạn có thể sử dụng tạo các cái phương án thiết kế dựa trên mục tiêu, ràng buộc và đầu vào. Đấy, giả sử như là bạn muốn xác định các cái vị trí tốt nhất cho các cái bàn trong một cái phòng lớn, mục tiêu của bạn là tối đa hóa số lượng bàn trong khi vẫn tối đa cái view nhìn ra bên ngoài ấy. Bạn có thể muốn đây có cái khoảng cách tối thiểu gần nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất từ bàn, mỗi bàn cho đến cái vị trí thoát gần nhất, đấy, thoát hiểm ấy. Đấy. Đây này, trên tab manage kích vào cái create study. Đấy, sử dụng Dynamo, đặt tên này, chọn phương thức. Phương thức thì xác định cái logic mà được sử dụng để cái Generative Design tạo ra kết quả. Trong ví dụ này chúng ta có các mục tiêu cụ thể, đó là tối ưu. Đây thì chúng ta chọn là optimize, cài đặt trong bảng, cài vào trong bảng dựa trên theo phương thức bạn, tức là những cái thông số ấy, nó sẽ thay đổi dựa trên cái phương pháp mà các bạn chọn. Đấy. Tùy phương pháp thì có các cái thông số bạn phải nhập vào khác nhau. Đấy, các bạn phải định nghĩa các cái tham số này, vân vân, chọn biến này. Rồi sau đó kích generate để tạo này. Đấy, mình kích generate, đây rồi. Nó ra một phương án rồi này. Trời. Bây giờ mới ra một phương án thôi. Đây chắc là những cái ô mà sẽ chạy ra phương án này. Box 1, chiều cao box 1, chiều cao box 2, chiều cao box 3, vị trí, diện tích sàn, diện tích bề mặt. Đó, thì các bạn thấy hiện tại là đang chạy ra có được một phương án tương đối là lâu, nhưng mà so với cả thời gian để một người kiến trúc sư đưa ra là một phương án thì nó quá là nhanh, phải nói là cực kỳ là nhanh. Ở đây thì một lòng thì mình sẽ phải chờ cùng các bạn thôi. Nên chúng ta cùng nhau chờ đi, tại vì mình nghĩ là đây là một cái tính năng rất là hay. Trong khi chờ thì mình và các bạn sẽ xem cái ấy của nó tiếp. Rồi đây là cái thôi, đây là khám phá kết quả đầu ra này. Trong cái này thì hiểu về các bước. Đấy, kiểm tra chi tiết này, sử dụng sơ đồ để hiểu và lọc kết quả đầu ra này, hiểu về các bước này, bao gồm tạo và tương tác với kết quả đầu ra đã chọn này. Rồi thử xem video này nhé. After Revit Generative Design has completed a study, you can explore the design alternatives or explore outcomes. Okay. The left pane lists existing studies. Select a study from the list. Its outcomes display in the center pane. Each thumbnail is a live 3D view, so there's a limit to the number of outcomes that can be displayed at one time. Sort them or to display additional pages of outcomes. Đây là nó chạy số lượng bàn. Đây là nó chạy không phải là 3 khối mát sinh các bạn ạ. Đây là nó chạy tối ưu hóa cái phòng ấy. Tức là một cái loại khác. Các bạn nhớ là chúng ta có ba cái loại. Click clear filters to display all outcomes. To review and analyze out criteria. Use the này thì có một cái video nào đấy thì mình sẽ review cho các bạn. Đây là quy trình này, đây là quy trình tạo này, cũng rất là rõ ràng. Mình thấy không có gì là khó ở đây cả. Các cái thuật toán chọn biến, ràng buộc này, khám phá kết quả đầu ra này. Đây là các bước để khám phá kết quả đầu ra này. Mở cái bảng mà kết quả đầu ra này. Khi bạn tạo xong nhé, bảng sẽ mở và show cái trạng thái này. Khi nó hoàn thành thì là một cái ký hiệu tích xanh sẽ hiển thị ở gần cái bài toán nghiên cứu của các bạn. Nếu bạn muốn khám phá kết quả đầu ra mà bạn đã tạo trước đó thì là các bạn vào tab Manage Generative Design và kích vào nút Explore Outcome. Đấy. Ở thanh bên trái nhé, trong cái bảng này, đây trong cái bảng này đã tạo được 2 trường hợp rồi đây này. Các bạn thấy 2/10 này. Ở đây mình có thể pau lại được hoặc xóa đi đây này, nhưng thôi mình cứ kệ nó. Rồi trong bảng bên trái nhé, chọn vào cái mà mình cần. Thế ở đây có thể là có nhiều các cái bài toán mà các bạn đưa ra bên này thì chọn. Sử dụng cái filter list by study option để show các cái loại trường hợp nghiên cứu mong muốn. Đây filter list, đây filter list tức là cái thằng này để lọc này. Đấy thì hiện tại ở đây mình dùng mỗi cái trường hợp là 3 box matching, thì có thể có các trường hợp khác nữa. Đó, để xem chi tiết nha, click vào một cái thumbnail. Đấy, kích vào một cái ô đấy để xem chi tiết. Ở đây có các cái ô đây. Đấy, để xem chi tiết. Ví dụ kích vào đây để xem chi tiết này. Đấy. Kích vào đây để xem chi tiết. Hiện tại nó chưa tính xong, sao mình thấy kích vào đây thì mình thấy các cái thông số ở đây thôi. Box 1, box 2, box 3, chiều cao ở đây thôi. Đấy, ở đây có một cái mũi tên chắc là để xem tiếp. Các cái ô lựa chọn tiếp theo, mình kích vào đây thì nó sẽ tự động nó nhảy. Thì có các thông tin ở đây, nhưng phần floor surface area thì vẫn chưa thấy có thông tin gì cả. Chắc là chưa chạy xong. Rồi, để xem, đấy là xem chi tiết, kích vào đây nhé, để xem biểu đồ để và so sánh giữa các cái kết quả ấy, thì làm như sau này. Kích vào cái tùy chọn chart ở góc trên bên phải của cửa sổ, thì cái này mình nói với các bạn rồi, đây cái chart đây đó. Sau đó thì sử dụng cái option để thay đổi cái chart display hoặc là lọc kết quả đầu ra. Ví dụ như này này, bạn có thể làm như sau. Kích vào cái icon để display cái biểu đồ này, hoặc là một cái biểu đồ tọa độ song song. Cái này nó là cái gì đây? À đây, đây là có thể là theo điểm này. Đấy, biểu đồ scatter theo điểm hoặc là biểu đồ song song, ý của nó là như thế. Còn nhìn cái này như thế nào thì vẫn chưa hình dung được ra lắm. Trong biểu đồ song song, drag tức là kéo dọc một cái trục để lọc đầu ra theo cái miền giá trị. Rồi ok, xem nào, kéo này à? Ok, tức là nếu như ở đây mình có thể lọc kết quả đầu ra bằng cách là kéo miền giá trị từ đâu đến đâu. Ở đây là ví dụ như là nó sẽ chạy ra các cái kết quả đầu ra của cái trường hợp chiều cao bắc 1 này. Mình chỉ muốn hiển thị chiều cao bắc 1 từ đâu đến đâu thì mình di chuột trong cái khoảng chiều cao đấy, thì là kết quả đầu ra đây nó sẽ hiển thị đúng 4 cái trường hợp thôi. Đây tương ứng với 4 cái thằng này. Thì ở đây chúng ta có 4 cái trường hợp mà phương án thiết kế ứng với chiều cao bắc 1 từ 100 đến 140 này. Như vậy thì bóc 2, bóc 3 cũng phải có 4 trường hợp để ứng với các chiều cao đây. Thằng này chắc là từ khoảng giữa là khoảng 75 cho đến gần 150 là bóc 2, còn cái thằng bóc 3 thì nó chỉ là từ xấp xỉ khoảng tầm đây bên dưới này là bao nhiêu không biết, nhưng mà đến 100 này. Đấy, rồi các cái vị trí tương quan nữa này. Đấy. Trên này thì có các cái thông tin về chắc là bộ lọc. Ở đây các bạn lọc theo diện tích, lọc theo vừa rồi là diện tích. Vừa rồi là đây, nếu mình chọn floor đây thì nó hiện diện tích. Đấy. Đó. Bóc 1, bóc 2, các cái đường khác nhau đây, nếu mình chọn thì nó sẽ hiện đậm lên. Đó. Ok, nãy giờ vẫn 2/10 đó các bạn. Nhiều khả năng mình sẽ pause. Đây là 3/10 rồi đây này. Rồi, chúng ta xem. Đấy là khám phá kết quả đầu ra nhé. Thì nó cũng rất là rõ ràng rồi. Tương tác này. Tương tác với kết quả đầu ra đã chọn. Mở này. Chọn một cái bài toán nghiên cứu này. Chọn một cái đầu ra này. Xong kích vào Create Revit Element. Đấy, thì nó sẽ tương tác kết quả đầu ra. Nếu ở đây này, trường hợp như thế này. Nếu mình chọn một cái đi. Ok, mình chọn thằng này này. Mình kích vào Create. Mình chọn cái đầu tiên này vậy nhá. Thử kích vào Create Revit Element này. Đó, thì đang tạo phần tử hoàn thành à? Đã xong rồi. Ok. Nếu mà có thì nó sẽ tạo. Đó. Đây các bạn thêm. Đây có thể thêm các cái trường hợp khác này. Ở đây có một số các cái ví dụ này. Ở đây thì mình đang dùng cái đây, 3-box Masking. Còn cái Maximum Window View này là cái sắp xếp này, view nhìn khi ngồi trong một phòng này, vân vân, các cái thiết lập khác nữa. Thì có thời gian thì mình sẽ nói cụ thể hơn về cái thằng này. Ở đây nhiều khả năng mình sẽ pause lại đã nhá. Rồi ok. Đầu ra đây. Đây xem Revit nào. Cái nào mà có khả năng tạo thì nó mới tạo ra được. Ok, mình tắt cái này đi đã nhé. Không hiểu là nó tạo ra ở đâu. Masking, show, chúng ta vào đây explode xem nào. Explode thì nó vẫn ra cái trường hợp như thế này. Mình không thấy nó hiện cái danh sách. Đây nó chỉ hiện các cái thông tin chiều cao box 1, box 2, box 3 này thôi. Đấy. Còn diện tích thì chưa thấy. Thông tin này thì không hiểu là nó tính toán cái trường hợp này như nào. Đại khái là mình chưa, cái này phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tạo phần tử. Ok. Bây giờ mình sẽ thử một cái khác vậy nhé. Xem nào. Thử cái dùng nó này. Tạo này. Rồi ở đây mình sẽ maximum window view này. Test view. Chọn phần tử để tính toán view. Chọn cửa sổ. Cái này phải đi chọn phần tử để tính toán view này thì chúng ta phải, chắc là chúng ta phải vẽ các phần tử sẵn ở đây đã này. Chọn cửa sổ này, các phần tử current này, chọn room này, chọn các cái phần tử bị che khuất này. Đó. Sau đó thì nó sẽ tính toán view nhìn ra này. Ok. Ở đây mình sẽ thử vẽ một cái đi. Mình sẽ sử dụng một cái phòng có sẵn của Revit nhỉ. Đây, chúng ta sẽ mở một cái công trình có sẵn của Revit. Architect. Đây, thử mở cái này ra nào. Rồi. Tắt cái này đi. Đâu. Rồi ở đây mình về level 1 này. Rồi xem một phòng nào đấy. Đây, phòng đây. Chọn thông tin select này. Thử bắt cả cái đám này xem nào. Chọn phần tử để tính toán view select. Sàn. Chọn sàn đi. Chọn window này. Chọn window hoặc curtain. Ở đây đi chọn thôi. Có cái window nào mình sẽ chọn window đó. Ví dụ vậy đi. Kích xong thì chọn finish ở đây này. Ví dụ vậy mấy cái thôi. Chọn room này. Đây, room đây này. Chọn cái này là phần tử obstruction, là phần tử gì nhỉ? Loại bỏ à? Chắc phần tử không tham gia vào quá trình này à? Ví dụ thằng này đi. Finish đi. Rồi. Ở đây chọn tạo ra 2 rồi nhá. Tối ưu này, vân vân. Rồi ok, thử chạy sang nhớ ra như nào. Này cũng chưa hiểu lắm. Rồi. Thường thì mình không mấy khi làm các cái video mà nó dài vì các bạn sẽ khó theo dõi, nhưng mà trong video này thì chúng ta mục sở thị cái tính năng mới này thì chịu khó vậy các bạn. Chúng ta cùng nhau xem nó như nào. Có một cái mình đang đoán thôi, mình đang đoán là nó sẽ tải về phía cloud của nó để nó xử lý kết quả, sau đó nó trả về thằng Revit. Đấy là cách nghĩ, mình nghĩ là nó sẽ làm như vậy. Còn cũng có thể là nó sẽ xử lý dựa trên cái kiến trúc của cái máy tính của mình, cấu hình máy tính, thì nghĩ phương án đấy ít khả năng hơn. cũng có thể mình không biết cái chỗ nào nói về cái này. Cái này phải tìm hiểu. Cái này mình có thể co thu lại để mình chờ đấy, trong khi mình cứ làm tiếp trong Revit. Không bao giờ có thì các bạn mở lại cái phần outcome ấy, phần kết quả ấy, là để xem. Cái này kết quả nó còn tùy thuộc vào cái lúc mình lựa chọn cái tham số đầu vào ấy. Nếu mà mình hoặc là các bạn ấy, khi mà mình sử dụng cái này, nếu mà mình hiểu chưa kỹ cái đầu vào ấy thì dẫn đến kết quả nó sẽ bị sai. Vừa rồi là mình cũng chưa hiểu cả, về cái phương pháp, những cái phương pháp mà tạo Generative Design này, mình chỉ chọn bừa đoán vậy thôi, dựa vào cái thông tin tên như vậy. Okay, các bạn thấy ở đây nó chạy ra một phương án rồi này. Cái này thì cũng chưa ra cái thông tin gì, có lẽ chạy xong nó mới ra. Để cố chờ hai cái phương án này nó chạy ra đi. Ok, tạo xong rồi các bạn. Nó ra bình thường mình nhìn thấy nó có cái hình gì đây hay mà bây giờ không có nhỉ. Lạ vậy. Hai này là cái gì? Chọn một cái này, kích create element xem nào. Element đã tạo. Chả hiểu nó tạo cái gì. Rồi ok, thôi tạm thế vậy thôi các bạn. Bởi vì là chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về cái này. Cần đọc trọn bộ cái này các bạn này. Đó. Thì sẽ chạy ngon nghề. Ok. Đấy, như vậy là mình đã mục sở thị cái tính năng Generative nha, outcome này cho các bạn. Rồi mình nghĩ nó tính năng cực kỳ hay đấy, không phải là tự nhiên mà, tại vì năm ngoái mình có tham dự cái hội thảo về BIM do một cái đối tác Hàn Quốc làm ở trường đại học xây dựng ấy. Mình thấy người ta cũng trình bày dùng AI để thiết lập các cái phương án thiết kế, đưa ra các phương án thiết kế khác nhau. Thì đang không biết là người ta làm như thế nào, thì đến năm nay bản Revit 2021 nó đưa ra cái tính năng Generative Design. Mình nghĩ rất là ok. Rồi còn có một cái công cụ quantification này nữa, thì để một cái bài. Cái này thì không phải là cái add-in mới, nhưng mà khi mình cài Revit 2021 thì mình mới để ý có cái add-in này. Cái này add-in này cũng không, hình như cũng không có tải bên ngoài, các bạn phải có license thì mới tải được. Thì cái này nó sẽ, mình thấy nó tính toán rất hay để bóc tách khối lượng công trình. Xem qua các tính năng thì mình thấy nó rất là ok. Trước giờ hay phải tự lập trình rồi viết các add-in để tính toán những cái này, nhưng mà bây giờ mình thấy nó có sẵn hết những cái này rồi, thì không hiểu là lập trình những cái công cụ trước giờ lập trình chắc bỏ đi hết mất. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.